Hey, hello anh em. Chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok, rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game Tay Hành Kỹ nha anh em. Đấy, ở server S22 anh em ạ. Rồi, thì hôm qua vừa mới đua sự kiện trang bị xong thì hôm nay tôi sẽ chép thư thử nha anh em. Đây, nhận hết thư nữa nè. Đấy, khá là nhiều quà anh em ạ. Đây thì đây hiện tại là nó đã lên được hôm qua đã ăn được top 1 anh em ạ. Đấy được 18 viên này, 120 viên đá này. Với lại hai rương trang bị tự chọn anh em ạ. Đấy. Và cái này được 100 mảnh nhé. Hôm nay tôi sẽ up tiếp anh em ơi. Đây trước tiên là tôi sẽ vào tôi mua full shop đã nào. Đấy, hiện tại đang có 60 rương à. Mới 13 chìa à. Đấy, 64 chìa anh em ạ. Hôm nay thử test thử nhân phẩm ốc lực chiến luôn nha anh em. Đây, đi xem, đi xem. Đây, để xem. Tự chọn đúng không? Để sau nhé. Trước tiên là xả 60 rương nữa nào. Úi dồi, mảnh không anh em ạ. Ok. Rồi có 100 rương mạnh đúng không? Tôi sẽ xả từ đây mà. Đâu rồi, thì có 50 rương này, xả 50 rương thử xem. Ủa ra mạnh không em ạ? Không ra được cái món nào luôn. Rồi, để xem thử nhá. Coi thử cái nào nó đủ rồi chúng ta lên trước rồi xong chúng ta sẽ up nè. Nó up luôn anh em ạ. Đây, hợp thành cái này trước đó nè. Hiện tại là đang thiếu 11 mảnh đúng không? 11 mảnh này. Tôi sẽ lấy trước nha anh em. Lấy 11 mảnh dày đi. Đây. Lụm nó anh em ạ. Đấy sẵn tiện up trang bị luôn anh em ơi. Đây chúng ta sẽ mặc vào cho con cửu tùy nha mấy anh. Đấy tôi sẽ lấy cái giáp tay và cái mũ nhé. Đủ bộ luôn anh em ơi. Để xem đi coi. Đây giáp tay nè anh em ạ. Đấy, thêm một cái mũ nữa nè. Ok. Hôm nay tôi sẽ up full lực chiến cho em này luôn nhé. Đấy. Ok. Chúng ta đã được full bộ rồi này. Up tiếp anh em ạ. Tôi sẽ trùng sinh hai cái này ra. Đây, trùng sinh trang bị này. Ba cái anh em ạ. Cộng 20. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục là up con này lên nhé. Cường hóa lên đi. Tôi sẽ cường hóa tinh luyện lên. Trước tiên là cường hóa anh em ạ. Ok. Tinh luyện lên cộng tầm khoảng cộng 10 trước nha anh em. Đấy, up tắt. Up tắt tập mấy anh ạ. Đây, cộng 10 thôi. Đấy, cho nó trâu trâu tí xíu này mà. Đây lực chiến em nó đã lên được 19 triệu rồi. Xem đi coi. Đấy chúng ta khảm cho nó vài viên nữa.
lực chiến nó sẽ nhảy ngay phải không ạ? Một vớt một liên server à? Chứ khả mà phải không? Ừ, bị lắc gì không vậy? Đây, để đánh lại cái này đi xem. Sao nó bị lắc gì không vậy? Đấy, đi máy này kiếm tí tài nguyên em ạ. Đang up trang bị hình như nó bị lắc lắc gì đấy nên tôi chơi không được. Ok. Rồi, hiện tại chúng ta lại tiếp tục vào up nhé. Hồi nãy thì nhiên đang chơi nó lại vô 1 phút 1 là sao nhỉ? Chưa bắt đầu mà. Đây, tiếp tục anh em ạ. Trong túi không có vật tương ứng à. Ôi dồi. Con này hiện tại là đang chúng ta lại build công lên đây em ạ. Như nó bị lắc hết ta. Đây, tôi sẽ nổi con này xuống trận này. Gỡ nó ra đây coi. Mặc nó vào lại này. Được má. Úi xùi. Nó bị. Đấy, nó bị khùng mấy không ạ. Đấy, mặc vào tắt nha. Ok. Rồi, chúng ta tinh luyện tiếp tục lên. Tinh luyện luôn anh em ạ. Rồi, lên cộng 16 nhá. Lên đèo đi. Lên đèo cho nó đỡ tốn. Úi dồi, hết rồi kìa. Full rồi anh em ạ. Đấy, hiện tại là lực chiến của chúng ta đã lên được một tí rồi. Sai không ta, sau nãy lật chiến cũng là 1.146.000, bây giờ cũng vậy nha. Cộng 10 à. Đây, hết rồi đấy em ạ. Cho tôi xem để coi, ví dụ như tôi sẽ mở tiếp để xem. Bồi dưỡng đúng không? Mảnh trang bị này, xem để coi chúng ta được bộ nào đây hay không. Hiện tại tôi đang thiếu cái mũ đúng không? Cái mũ và giáp 38 à. Cái mũ của tôi đúng không? Tôi sẽ mở giáp và cái mũ này. 38 là 42 anh em ạ, 42 và 41. Đây, tôi sẽ mở cái giáp tay đi. Xem lại nha. Hiện tại giáp tay tôi thiếu 41 cái. Ok, mở 41 cái nào. Đấy. Ok. Vừa đủ này mà. Đây, thay cho em này luôn nhé. Đấy, lên lực chiến ngay mấy không ạ. Cảm lại nào. Rồi, hiện tại ta đang thiếu cái gì nữa đây? Cái mũ đúng không? Hiện tại ta đang thiếu cái mũ à. Đây, mũ tay hiện tại 38 à, thiếu 42. Mở luôn anh em ạ. Đây, 42. Ok.
Đổi luôn em ơi. Tôi sẽ đi luyện luôn. Lấy trùng sinh con này luôn. Trùng sinh luôn em ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào cửa hóa em này lên. Đây, cửa hóa hai em này lên cộng 5 đi. Đấy, chúng ta đá rồi nên phải chia ra đây mà. Vừa đủ rồi anh em ơi. Đấy, cuộc chiến chúng ta đã lên được 147 triệu rồi. Tạm ổn nha anh em. Đấy, chúng ta hiện tại là đã được này, 2 bộ này, 3 bộ này, 4 bộ này, sắp được 5 bộ rồi. Tôi sắp full rồi anh em ạ, sắp full đồ đỏ rồi. Rồi, tiếp tục. Ui, chúng ta lại cái à, quay luôn anh em ạ. Đấy, em này nó vừa qua cái thằng thông này mà quay nó hơi đen mấy không ạ? Test thử như thế nào mà hơi đen. Ui dồi. Chả ra cái nào luôn. Rồi, chúng ta thử đi thử các kiểu nhé, xem thử con đủ tiền của chúng ta sau khi lên 20 triệu đúng không? Sắm cho em nó bộ đồ đỏ xem thử em lấy trâu cái lực lượng hơn hay không nha anh em. Rồi, đi trước tiên là phải đi úp cái này này. Đấy, 500 mình thật. Xếp hạ đúng không? Hiện tại tôi đang 147 triệu anh em ạ. Là bông này đi. Là 124 rồi kìa. Sắp đuổi kịp tôi rồi mấy không ạ? Ui, Như Lai mạnh thế. Như Lai mạnh quá anh em ạ. Đấy, ok. Dạ so của chúng ta lầm hai cái là chết. Rồi, chúng ta hãy đi phù đồ đi xem. Đấy, phải đi phù đồ này mới biết được anh em ạ. Đây chúng ta hôm qua hải 222 là chúng ta đi chỉ được 3 sao thôi mà. Quất thử anh. Đấy, trả sau quật. Ui, gặp con ngào tiếp này đã đấm kinh thật đúng không ạ? Thế thì để ta cho ngươi nhìn thật rõ. Thế thì để ta cho ngươi nhìn thật rõ. Ui, nó độ kìa. Đấm ghê thật đúng không ạ? Cộng 11 đấm chịu không nổi luôn kìa. Thử lại nè. Rồi.
Đấy, đầu tiên khá được nọ rồi kìa. Các bạn thông thường búp thắng lên rồi đây bạn. Đấy, trả sâu khá là ok. Rồi, đấy, ok. Chúng ta cứu tiền chúng ta lại được hồi sinh ba lượt anh em ạ. Có khá nhiều anh em hỏi tại sao nó hồi sinh thì là do nó có cái cộng hưởng với lại con thú đó anh em ạ. Cộng hưởng một lần và con thú một lần nữa. Ui dồi, đấy, ok. Chết con ngạo tí chưa? Chưa chết ngạo tí nữa kìa. Ok, rồi. Cái này win rồi em ạ. Bạc giới với chúng tôi. Lụm nó. Mấy quả gãy này. Để xem thống kê cho anh em này. Tại là con giả số chúng mình đang 7 triệu luôn rồi. Đấy, thống kê đặc biệt đúng không? Đấy, con này. Ui, con hắc bạch của chúng ta mất 10 ác linh cũng kinh thật anh em ạ. Đấy, thống kê thằng thú này. Ok. Rồi, cuối cùng qua được cái ải 3 sao, khá là khổ đây bạn. Khổ thật sự, con ải càng ngày càng yếu. Rồi, quốc thứ ải 225 coi. Ôi rồi. Hãy thử mùi vị của đau khổ. Quá yêu, tất cả đều quá yêu. Nó kinh cứ phết nào như ạ. thế. Về sau sẽ có. Ôi rồi, ải này khó nhằn hơn nữa mấy ông ơi. Đấy, ok, dạ so đấm kìa. Thôi, ở này khó thật sự mấy ông ơi. Đây, đánh lại thử một trận cho vui nhé. Ở này tôi thấy đánh không không ăn nổi rồi. 6 con 11 sao? 6 con cộng 11. Hãy thử mùi vị của đau khổ. Hãy thử mùi vị của đau khổ. Hãy thử mùi vị của đau khổ. Ui, nó Hãy đấm kìa. thử mùi vị của đau khổ. Quá yêu, tất cả đều quá yêu. Đấy, bút bắt lên lên. Đấy, quật liên tục đấy không ạ. Ui. Chuẩn là chết một con rồi. Hãy ngủ một giấc đi đã. Cửu địa âm thi khí. Ôi dồi, nó không thấm em ạ. Thôi thôi thôi. Ok, rồi. Đi xem đấy coi. Sau khi up xong thì lục chiến của chúng ta đã lên được 147 à. 147 triệu à. Để tôi làm tí nhiệm vụ nữa anh em ạ. Xem đi coi nhận thưởng nào. Đấy. Cái đang thiếu cái này đúng không? Chọn này đi anh em ạ. Chúng ta đi coi shop tài nguyên mua được gì không nhé. Đấy, đổi full nào. Đấy, anh em nên đổi full cho tôi nhé. Chúng ta lấy tài nguyên. Rồi, tạm thời như thế đã nào.
Thua cái này đá hả? Ok, xem thử coi đấu Liên Super này mà. Hôm nay tôi sẽ đi tranh đấu Liên Super mới trận đầu tiên mà tôi đã gặp ông Đường Tăng 19 như thế này cấm kỵ. Chỗ giờ số 3 trên 5 nữa thì thôi anh em ạ. Khổ tôi rồi, đấm không thấm vào đâu rồi. Trận này chắc ăn hành nữa rồi anh em ơi. Đấy, tôi cũng lên được nhưng mà chắc ăn hành trong này rồi. Ok, tạm thời đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em vào clip ngày mai. Anh em nào mới đến kênh của Mr. T, hãy để lại cho Mr. T một đăng ký, một like, một comment cho đi. Cảm ơn anh em rất là nhiều.